Sở Xây dựng Khánh Hòa vừa thống nhất với các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp ngăn chặn công trình khách sạn căn hộ Mường Thanh Khánh Hòa do vi phạm pháp luật. Công trình này đã bị đình chỉ thi công và quyết định thu hồi giấy phép xây dựng một năm trước đó. Theo đó, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa cho biết đã thực hiện các biện pháp giám sát, không cho chủ dự án Mường Thanh Khánh Hòa phân bổ nguồn điện được cung cấp cho các căn hộ nằm trong dự án để sử dụng vào mục đích sinh hoạt. Nguồn điện đang cấp chỉ phục vụ việc bảo vệ công trình. Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cũng từ chối cấp phép đào lòng lề đường, lắp đặt cáp ngầm 220 kV phục vụ thi công dự án. Đồng thời, các đơn vị cũng phối hợp kiểm tra nhằm ngăn chặn chủ dự án khai thác nước ngầm tại dự án. Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cũng đã chỉ đạo phòng quản lý đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hưng và các lực lượng để giám sát, ngăn chặn các phương tiện chuyên chở vật tư, vật liệu và người lao động vào thi công công trình Mường Thanh. Cho đến nay, cả ba dự án khách sạn, căn hộ của doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên ven biển Nha Trang, gồm Mường Thanh Nha Trang Center, Mường Thanh Khánh Hòa và Mường Thanh Viễn Triều đều xây dựng vượt trần quy hoạch của chính phủ đã ban hành.